Những bài thuốc thần kỳ từ cây trắc bá diệp. Trắc bách diệp hay còn có tên gọi là bách diệp, bá tử nhân, vị đắng chát, tính hơi hàn. Là loại cây cảnh đẹp nhưng cũng có rất nhiều công dụng trong chữa bệnh. Trong y học cổ truyền thì trắc bách diệp là dược liệu có công dụng an thần, cầm máu, lương huyết. Và đây là một số cái bài thuốc sử dụng trắc bá diệp. Mình chia sẻ với các bạn nha. Thứ nhất là nó chữa chảy máu cam. Dùng lá của trắc bá diệp, lá ngải diệp, lá sen mỗi vị 15 gram, địa hoàng và ngó sen mỗi vị 8 gram, cho tất cả vào chảo sao vàng, cho vào ấm cùng với 1 lít nước sắc cho đến khi cạn còn nửa lít. Chia đều 2 phần uống vào buổi sáng và buổi tối liên tục trong 7 ngày. Điều trị ho ra máu, dùng trắc bách diệp, ngải diệp mỗi vị 15 gram, can khương 6 gram. Sao cây trắc bách diệp cho cháy đen, tương tự như can khương cũng đem sao vàng. Tất cả sắc chung lấy nước đặc uống hàng ngày, kiên trì dùng thuốc trong 5 đến 7 ngày để trị dứt điểm chứng ho ra máu. Hoặc là dùng 10 gram lá cây hồng trúc, lá trắc bách diệp 10 gram, lá cây trai đỏ, thài lại tía 10 gram, rễ cây, rễ quạt 10 gram, sắc uống tương tự như bài trên. Cầm máu, dùng 30 đến 50 gram trắc bá diệp, dùng cả cành và lá, đem nguyên liệu đã chuẩn bị sao vàng cho vào ấm sắc với 1 lít nước, chờ cho nước sôi vặn lửa nhỏ, tiếp tục đun nấu ấm thuốc cho đến khi cạn còn một nửa, chia uống 2 lần vào buổi sáng và buổi chiều. Trị ho kéo dài, lá cây trắc bá diệp 10 gram, rễ cây tầm gửi sống ký sinh trên thân cây dâu 10 gram, rễ chanh 10 gram, rễ dâu 10 gram, dược liệu trắc bá diệp cùng các vị trên hợp thành một thang, đem tất cả sao vàng rồi sắc nước uống với liệu trình 7 ngày liên tục. Mỗi ngày dùng một thang kết hợp giữ ấm cơ thể, uống nhiều nước, súc miệng với nước muối ấm hàng ngày và ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng để mau chóng đẩy lùi tác nhân bệnh. Ngoài ra, đây là một công dụng mà nhiều người khi sử dụng cây trắc bá diệp là công dụng chính, đó là trị rụng tóc do mắc bệnh viêm da tiết bã. Thì chúng ta dùng 60 gram lá trắc bá diệp tươi, rượu trắng 40 độ, ngâm lá trắc bá diệp với lượng rượu vừa đủ trong 7 ngày. Khi sử dụng, cần lấy rượu thoa trực tiếp lên vùng da đầu bị bệnh giúp giảm ngứa và cải thiện tình trạng rụng tóc, rất là hay và hiệu quả. Mà mình thấy cái bài thuốc trị rụng tóc và khi mà sử dụng dược liệu trắc bá diệp thì có nhiều người sử dụng và sau đó thì tóc nó mọc ra nhiều ha. Đó. Ngoài ra thì nó còn rất là nhiều công dụng như là trị viêm bàng quang cấp tính, thì kết hợp với những dược liệu như là nguyệt bì, hạng liên thảo, củ kim cang, mộc thông mỗi vị 16 gram, đỗ phụ, liên kiều, hòe hoa mỗi vị 12 gram, và chúng ta sắc kỹ lấy nước uống hết trong ngày. Qua ngày hôm sau thì chúng ta thay thang thuốc mới. Trị bệnh trĩ đi ngoài ra máu, dùng trắc bá diệp, hòa mễ, quả trắc già, chỉ xác, hoa kinh giới số lượng bằng nhau, tất cả dùng dạng khô, tất cả tán nhỏ, mỗi ngày uống 20 gram hãm với nước sôi uống thay trà, dùng trước khi ăn 30 phút. Rồi, ngoài ra thì nó còn trị các bệnh lý về tim mạch như là chúng ta sử dụng lá trắc bá diệp khô 400 gram, xuyên quy 200 gram, mật ong nguyên chất, tán cả hai vị thuốc thành bột mịn, trộn mật làm hoàng, dùng trong vài tháng liên tục để cải thiện sức khỏe về tim mạch. Trắc bá diệp còn giúp cho chúng ta được an thần và chữa mất ngủ. Ta dùng lá trắc bá diệp 100 gram, đương quy 100 gram, phơi các vị dược liệu trên ngoài nắng to cho thật khô. Tán bột mịn trộn chung với lượng mật ong vừa đủ để được hỗn hợp bột không còn dính tay. Vò viên hoàng cất vào hũ kín để dùng dần. Liều dùng là 12 gram và chúng ta sử dụng 2 lần
một ngày uống trong một tuần liên tục. Trị rụng tóc, kích thích tóc nhanh mọc. Hồi nãy là chúng ta trị nấm ha, bây giờ là nó có công dụng là trị rụng tóc nè, kích thích làm cho tóc mau nhanh mau nhanh mọc hơn. Thì chúng ta dùng cây trắc bá diệp và cái hồ đào nhục, mỗi loại là 500 g, tán vị trên thành bột mịn và trộn lẫn với nhau, bảo quản trong hũ dùng dần. Khi sử dụng lấy 9 g bột pha với nước ấm để uống, nên dùng thuốc sau khi ăn khoảng 30 phút để dược chất được hấp thu tốt. Hồi nãy là mình sử dụng là mình sẽ trị bên ngoài về chứng rụng tóc do mắc bệnh viêm da, còn mình muốn tóc nó mau mọc ra, kích thích mọc nhanh thì chúng ta sử dụng đường uống. Và chúng ta dùng bột pha với nước ấm để uống ha. Thì sau thời gian thì tóc mình nó sẽ mọc. Ngoài ra thì nó còn trị được chứng đầy bụng nè, đi ngoài phân xanh hay khóc đêm ở trẻ em. Thì dùng cây trắc bá diệp phơi khô, tán bột mịn, mỗi ngày lấy một thìa cà phê hòa với nước cơm cho trẻ uống. Chống lão hóa và đẹp da. Và lưu ý ở đây nữa là không dùng cho những người có nhiều đờm, tiêu lỏng nhiều lần trong ngày, hoặc là bị dị ứng với các thành phần hóa học của cây trắc bá diệp. Bệnh nhân thể hàn thận trọng khi mà sử dụng. Chúng ta sử dụng thuốc đúng liều lượng và kiên trì để mau thấy được cái hiệu quả tích cực nhất. Đó là những cái công dụng của cây trắc bá diệp kết hợp với nhiều dược liệu, cũng như là nó điều trị được chứng rụng tóc, kích thích tóc mọc nhanh, điều trị được nấm da đầu, rất là hay ha. Rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Chào tạm biệt các bạn.